kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Rồi rồi, mới xong rồi. Ngay lúc này đổ một cả gốc này. Thank you.
hết cả cái nhà rồi. Xuống hết dưới kia. Dây điện anh ơi. Đi hết xuống dưới rồi.